Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và các bạn không xem nhầm đâu, đây là Rikaki Gaming, không phải Rikaki Studio. Và lúc này mình đang ở bên server Thái. Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình là vòng quay may mắn kim cương tiếp theo và vòng quay súng tiếp theo sẽ là súng gì. Thì mình cũng đã nghiên cứu suốt cả buổi chiều hôm nay và mình phát hiện ra là rất có khả năng server Việt Nam của chúng ta sẽ giống với server Thái. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ chuẩn bị có sự kiện đăng nhập để nhận cái Skywing. Thì có nhiều bạn cũng thắc mắc cái Skywing này là để làm gì. Thì hôm trước mình cũng đã có cho anh em xem hình ảnh. Thì nói chung là cái Skywing này theo mình biết là nó sẽ là một cái phương án thay thế cho dù và ván lướt. Nói chung nếu bây giờ các bạn không thích nhảy dù và lướt nữa thì sau khi rời khỏi máy bay các bạn sẽ ở cưỡi cái phi thuyền này, các bạn bay đi bay lại trên bản đồ. Đấy, tất nhiên là có lẽ là nếu mà bay như vậy chúng ta không có ván lướt nữa thì chúng ta sẽ lướt sóng kiểu gì. Đấy, thì cái đấy tôi cũng chưa rõ, thì 4 ngày nữa chúng ta được test cái đó thôi. Ok, thì đây là cái hòm xác tiệc đối kháng. Thì cái này chúng ta cũng sẽ nhận được ở trong cái sự kiện đối kháng sắp tới, cái sự kiện 30/4 sắp tới anh em. Và đây là một cái hòm xác theo mình đánh giá khá đẹp, nó là hình một cái võ đài, sau đó thì có hai cái nắm đấm, hai cái bao tay đấm bốc nó đấm với nhau. Đấy, ở đây họ có sự kiện đai tím nữa, cái sự kiện đai tím này cũng để đổi được cái hòm đấy thôi. Ok, thì ở bên server Thái này họ đã ra mắt chúng ta đó là vòng quay may mắn kim cương mới và vòng quay may mắn súng mới. Tại vì là 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ có vòng quay súng thôi. Ở bên server châu Âu ấy thì sẽ có đó là khẩu Thompson Kim Long, nhưng mà khẩu đó thì nó không được xịn sò lắm. Anh em có thể xem phần review của mình về cái khẩu đó trên kênh Rikaki Studio. Trong khi đó vòng quay màn kim cương ở bên này thì họ đang có vòng quay đó là Summer Aloha, tức là vòng quay mùa hè. Thì vòng quay này sẽ có gói phi công, gói này sẽ được miễn phí ở server Việt Nam nha anh em nhá. Đấy, ở bên nước ngoài mất tiền hay bên nước ngoài mất tiền nha anh em nhá. Đấy, còn ở server Việt Nam thì nó lại miễn phí. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái bộ vũ húc cầu vồng này, thì không biết bộ này có được miễn phí không. Tôi thấy bộ này nó khá xịn anh em ạ. Vâng, cái nhân vật nữ nó xăm đầy người luôn và nó xăm từ đầu đến chân luôn, nó xăm kín người luôn anh em ạ. Và trông ảo thật sự. Thì nói chung nó một bộ đồ bơi. Đấy, ở bên server này thì đây là cái vòng quay may mắn súng này. Đây, vòng quay may mắn súng chúng ta sẽ có MP5 phẫn nộ. Và tôi khẳng định anh em luôn, đây là ông vua Tiểu Liên. Và ông vua Tiểu Liên dành cho những anh em yêu thích khẩu MP5. Đấy, khẩu này sẽ tăng ra 2 tốc độ bắn, 1 độ chính xác và giảm đi 1 băng đạn. Nói chung là khẩu MP5 là một khẩu súng nhiều băng đạn nên giảm đi 1 băng đạn không phải vấn đề gì lắm. Chúng ta sẽ quay thử và mình sẽ cố gắng là có khẩu này test cho anh em xem ngay và luôn. Đấy, luôn và ngay xem như nào. Ui, nhìn hồi hộp quá. À, có một cái gì vàng vàng kìa. Vâng, có một cái lọ màu vàng. Ui, lọ màu vàng lại ra cái súng gì thế kia. Vâng, ra súng cái chết tím nhưng mà không sao. Vâng, sao là hai khẩu vĩnh viễn anh em ạ. Vâng, bên này vòng quay màn kia súng nó xịn thật sự. Đấy, nó có chúng ta nói chung là gần như chắc chắn là mỗi lần quay nhận được súng vĩnh viễn mà không bị reset lucky. Đấy, nhưng mà toàn súng cùi thôi. Chúng ta đã có đó là khẩu MP5. Đấy, MP5 ngon lành chưa? Và MP5 phẫn nộ. Đấy, nghe tên rất là phẫn nộ nhá. Và khẩu ấy tăng 2 tốc độ bắn, 1 độ chính xác ạ. Và thực ra đây chính là hai chỉ số mà theo mình đánh giá là rất cần thiết dành cho khẩu MP5. Có lẽ là bên Nga nào vẫn giữ lại MP5 2 tốc độ bắn 1 sát thương để dành cho một khẩu súng nào đấy sau này. Đấy, và 2 tốc độ bắn 1 độ chính xác thì bắn tự đạn găm vào đầu à. Vâng, để vào test xem. Tôi không có mấy cái skin nhân vật, à không có kỹ năng nhân vật ở bên server Thái này. Đấy, server Thái này tôi vẫn đang gọi là dùng nhân vật là Nula anh em ạ. Đấy, Primit và Nula. Cái thằng nào chạy ở đây cho cậu thử MP5 xem nào bắn. Nói chung là cá nhân mình thấy sát thương nó khá là ok nha anh em nhá. Đấy, sát thương khá là ok là sát thương thì nó như mấy khẩu MP5 khác thôi. Nhưng mà tốc độ bắn thì đây là mình đang cầm MP5X và bắn nó rất là tít. Ấy à, vâng, vừa xuống phát là hết chọt tôi anh em ạ. Vâng, hay thế nhở. Vâng, vừa xuống phát ngay quả hết chọt, chưa kịp oảng. Đấy, chưa kịp oảng anh em ạ. Vâng, cay thật sự. Với tốc độ bắn thì mình nghĩ rằng là tốc độ bắn nó cũng ngang với cả MP5 màu hồng, cũng như là MP5 đôi mắt tử thần. Tuy nhiên nó sẽ có kê một độ chính xác này, nó có thể độ phê, nó độ phê pha nó sẽ cao hơn tí anh em ạ. Đấy, ui, hai thằng này bắn nhau trông chán đời chưa. Đấy, để cậu thể hiện mà xem. Đấy, cậu bật phần mềm lên nhá. Tôi bật phần mềm 145k này xem khẩu này vuốt tâm có ngon không. Đấy, hai thằng kia bắn nhau vừa rồi sốt ruột thật sự. Ai chà chà. Và này thì này đấy, phần mềm vô tâm 45k được anh em ạ. Đấy, phần mềm vô tâm ở đầu gối mà vẫn trúng lên đầu trên. Đấy, dị thật. Đó, nói chung là khẩu này tôi nghĩ là với các cao thủ thì kéo tâm là ngon đây. Đấy, nhiều bạn hỏi là một độ chính xác thì có mạnh hơn không. Thì mình nghĩ là một độ chính xác nó vẫn mạnh hơn những khẩu không một độ chính xác đấy. Hết chọt.
Đấy, nói chung là bắn headshot nó cũng dễ anh em ạ. Mặc dù tôi không chủ tâm bắn headshot lắm, nhưng mà về cơ bản là bắn headshot vẫn khá là ngon nha anh em nhá. Quá ngon đội bắn son luôn. Đấy, hộ bắn nó chóng hết cả mặt. Thực ra thì các bản ở khẩu MV5 trước giờ mãi nó chưa có skin huyền thoại nào, nên tôi nghĩ đây sẽ là một khẩu skin, một cái skin mà chắc chắn là đa số mọi người đều thích. Đấy, lia vào đầu ngay đấy, PS Ruop gì đấy, PS Perfect Shot à. Đấy, khẩu ấy bắn tốc độ nhanh ấy. Tốc độ nhanh đến cái mức mà tôi còn chả cần phải quan tâm đến chuyện là có vô tâm trúng cái đầu đối phương hay không. Đấy, đối phương tự là lại chết anh em ạ. Ôi, khẩu ấy công nhận tốc độ bắn khủng thật. Vâng, mà có thể đây sẽ là cái skin có tốc độ bắn nhanh nhất trong hai là phí vầy chơi hôm nay. Đấy, nói chung là cái này bởi vì có thêm MV5X mà, nên là tốc độ bắn nó lại càng được gia tăng hơn nữa. Đấy, không biết là cái khẩu này mà so với MV40 thì khẩu nào bắn nhanh hơn. Nhưng mà mình đã cảm giác là khẩu này bắn ở tầm xa thì tâm tóe là vẫn khá là nhiều. Đấy, nhưng mà dù sao thì MV5 như vậy là khá ngon rồi. Mà bắn mặc ống ngắm nữa thì nó lại gọi là khá tuyệt vời. Bắn sát thương nó díu hết vào nhau rồi, nhìn phê nhờ. Vâng, sát thương nó díu hết vào nhau nhìn phê anh em ạ. Và bây giờ test vào trong tử chiến nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cầm vào trong tử chiến để xem đối phương có mũ có giáp thì bắn nó có phê không. Đấy, bắn ở trong huấn luyện thì nhiều khi nó không thể hiện được hết cái gọi là cái chất lượng của cái khẩu này anh em ạ. Nào, xem gọi là ra gì không. Đấy, xem nó có ra gì không anh em. Ok, một pha đẩy lên đến từ vị trí của streamer gà nhất Việt Nam. Ok, con dê đâu rồi? Thanh em nào đây không? Cậu ra cậu quẩy nóng nào. Kiếm tiền mua MP5 nói anh em, kiếm tiền mua MP5. Đâu rồi? Vâng, chưa thằng nào đây anh em ạ. Vâng, chưa thằng nào đây. Đâu rồi? Địch trốn kỹ nhỉ. Ở bên Thái này được cái là các thanh niên bên này dù là chơi thường hay là chơi đấu rank đều trốn rất kỹ nhá. Đây rồi. Đấy, còn đấm nữa chứ. Đấm này, đấm cậu này hết tròn. Đấy, làm sao đấm cậu này à, làm sao này, tôi nấp ở đây đấy. Team tôi có thằng nó chơi Olivia anh em ạ. Vâng, team tôi thằng chơi Olivia ảo thật sự, bắn nhau kìa, càng đét à, chạy hướng tôi này. Ôi, núp lùm, ôi bạn chạy ở đây bạn dở rồi. Bạn chạy ở đây bạn dở rồi đấy, có phải làm gì đâu, mình đứng im, địch tự chạy vào trong nòng súng của mình chết đấy. Địch gọi là tìm chết đấy, chỉ cần nhìn thấy mình địch tìm chết ngay. Thực sự không, bắn nhau với chúng tôi này hết chọt bằng tay. Ai, đây không phải là đấm, đây là kiểu chọc vào mắt này, hết chọt. Ok con dê, đủ tiền để mua MP5 phẫn nộ rồi. Nghe tên khẩu này nghe lực thật. Khẩu này nghe tên rất lực nha, MP5 phẫn nộ, nỗ phận, phẫn nộ đấy, được của nó đấy. Đấy, giờ lên bắn địch thôi. Ui, khẩu này mạnh như thế này ngại gì nữa. Đấy, thì thực ra khẩu MP5 bình thường ấy, nó sẽ có cái nội tại đó là 6 viên đầu tiên chắc chắn trúng vào một điểm. Thế nên là cái một độ chính xác ấy, nhiều khi nó không quan trọng lắm nha. Ví dụ như là sấy mắt thường thì 6 viên đầu tiên thì bây giờ toàn là mấy thanh niên kiểu vuốt tâm bay đầu ấy. Nên là MP5 tăng thêm 2 sát thương với tăng 2 tốc độ bắn với một độ chính xác là quá ngon. Đấy, và khẩu này giảm một băng đạn, ở băng đạn 3 nó vẫn là 45 viên đạn, bình thường là 48. Đấy, bình thường là 48 viên đạn, nhưng mà khẩu này vì nó giảm một băng đạn, nó 45 viên đạn, nó 45 viên đạn là quá nhiều rồi. Đấy, 45 viên đạn đấy còn đòi hỏi gì nữa, vẫn đòi hỏi gì nữa. Ui xôi, bắn tôi còn không cần phải ngắm ngủm gì, tôi cứ thế mà tôi bắn được, địch có chết nhanh quá anh em ạ. Vâng, ui, triple kill luôn. Đấy, mình bắn nó còn chả phải ngắm, còn chả phải vuốt, còn không có thời gian mà kịp nghĩ đến chuyện vuốt tâm luôn là địch đã chết rồi. Đấy, khẩu này nó mạnh quá. Vâng, khẩu này rất mạnh. Vâng, và đây có lẽ là có thể nói là ông vua tiểu liên ấy, nếu mà gọi ông vua tiểu liên không sai đâu. Tại vì thực ra nếu mà khẩu này nằm trong vòng quay súng ấy, đa số mọi người đều có thể sở hữu được với cái giá rẻ hơn rất nhiều so với MP40 mãng xà. Thực ra bây giờ MP40 nó vẫn là khẩu khỏe ấy, nhưng mà MP40 nó sẽ không đa dụng như khẩu MP5 này nha. Nếu như mà bây giờ cho lựa chọn là cái skin nào mà ngon, à khẩu nào ngon hơn, thì mình vẫn thích khẩu MP5 hơn. Tại vì ví dụ như là mình hay chơi tử chiến ấy, mà trong MP5 và trong tử chiến ra nó rất rẻ, có 1.300 mà bắn nó phê như thế này thì đỡ thế nào nữa. Ok, thằng này tránh ra thôi nào. Vâng, thằng này tránh ra nào. Ui rồi. Chạy đâu còn sợ. Ui chạy à, lại nấp à. Vâng, ok, thằng này tránh ra nào. Ui, đồng đội này thì xin cái đầu đấy. Đồng đội cứ chặn vướng hết cả người. May mà địch nó cũng hốt. Đấy, may mà địch nó bị bệnh hốt hoảng anh em ạ. Đấy. Ai chà. Ui giời, tí thì có quả vuốt ra, vuốt ve là ai chà. Ui, đứng đỡ đấu đam luôn. Đấy, thế các bạn thấy chưa? Người có skin và người không có skin nó khác bọt nhau thật sự đấy. Mà mình các bạn là mình không có kỹ năng nhân vật nữa đấy. Người có skin súng với không có skin súng nó khác bọt chưa. Thằng này nó cũng có MP5 này, nó vừa bắn đôi MP5 này, nhưng mà skin nó không ngon mà skin tôi anh em ạ. Đấy, mặc dù tôi có skin 24 giờ rồi mà tôi đi nó khè nó được. Mình đem đi mình khè nó được. Ấy chà,
Ây da, ui xồi ôi, bắn nó không cần phải nghĩ luôn. Vâng, quả skin này bắn nó không cần phải nghĩ luôn anh ạ. Bắn nó không cần phải tính tiền luôn. Ây da, mua nhầm súng rồi. Vâng, tay nhanh hơn não rồi. Bên server này thi thoảng ping nó cứ bị nhảy lên tầm 100 anh em ạ. Vâng, nên là nhiều khi nó hơi bị khó. Team mình có hôm pick Olivia, chả bao giờ thấy đi cứu đồng đội. Để ván này tôi chơi ngu cho đi cứu tôi xem là Olivia nó xịn không. Olivia bây giờ mà mắc cấp là đi cứu đồng đội là được 70 máu đấy anh em. Đấy, với 30 máu có sẵn tức là thành 100 máu, đấy là cứu một phát là gần đầy nửa máu luôn. Đấy, rất thơm đội bàn cơm ha. Chắc này tôi có pha đi ngu cho nó cứu tôi. Đấy, hy vọng nó sẽ cứu tôi anh em ạ. Nhưng mà nhỡ nó đi ngu hơn tôi thì sao nhỉ? Đấy, thế thì toang. Đấy, nó lại đi ngu hơn tôi thì toang. Tôi không có Clolo. À đây ơi. Vâng, đây ơi. Ui, đứng đấy với chúng tôi bắn đồ. Bắn phê thế này, bắn còn hơn cả súng trường ạ. Vâng, bắn tầm xa nó hơn cả súng trường. Bó tay chấm com, dù đam nó không phải to lắm nhưng mà kiểu nó bắn nhanh quá. Vâng, làm sao? Ai à? Ui rồi. Ai cha. Một cháu nữa. Ôi trời, thôi xong rồi. Nó ủi tôi rồi anh em ạ. Và nó ủi tôi rồi. Và đây con Olivia này trông chán đời không? Đúng rồi, bắn nó đi bạn ơi, hay quá. Anh em thấy không? Thằng này nó không có skin súng bắn chậm vẫn hẳn tôi luôn. Đấy, có skin súng khác bọt thật. Và nói chung là cái skin này ngon. Nếu mà về server Việt Nam thì nếu được thì anh em nên húp. Đấy, tôi cũng chỉ khuyên anh em như vậy thôi. Ok, và đó là phần mà mình review sơ qua một số những thứ sắp ra mắt ở bên server Thái, sắp ra mắt server Việt Nam thông qua server Thái. Nếu như đây là đầu tiên anh em đến với Ria Gaming, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nha. Bye bye.